Hello, xin chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì bên em có bóc hộp một cục đẩy. Một cục đẩy F7409 em nhé. Cái sản phẩm này thì hôm nay có gửi đến cho anh Chiến. Anh ở thành phố Cà Mau, phường 1 thành phố Cà Mau. Anh đã chuyển cọc cho bên em là 500.000 đồng rồi. Và có gửi thêm cho một bác khách hàng ở Bắc Linh một con lưng tiếng em nhé. Đây là cái dòng lưng tiếng Moden S9000 thương hiệu DBX. Đây là cái sản phẩm mới nhất năm 2023 vừa ra tháng 4. Và anh có nói thì anh đang sử dụng vang thì sẽ tặng anh một cặp giắc cao lông này về kết nối nhé. Đây là một cái dòng lưng tiếng rất là hay, sử dụng Bluetooth 5.0. Thì bây giờ em sẽ bóc hộp con lưng tiếng này ra này. Đó, và sẽ test cùng với cục đẩy anh em nhé. Test cùng với cục đẩy F7409 kia. Đó, sẽ kết nối với nhau để cho anh em cùng nghe này. Bóc ra thì đây đều có sách hướng dẫn sử dụng này. Con này thì có dây nguồn 2 chấu em nhé. Cái sản phẩm này thì sử dụng Bluetooth rất là khỏe. Bluetooth rất là khỏe. Con này thì bác nào mà mê Bluetooth ấy thì là sử dụng con này rất là hay. Và đặc biệt chất âm nó rất là ok, dễ chỉnh. Giờ sẽ đặt lên này. Tất cả sản phẩm khi bên em bóc ra đều là hàng mới hết. Cho nên là chúng ta cứ yên tâm em nhé. Ok chưa? Khi đặt lên này thì anh em có thể thấy sự kết hợp giữa F7409 và con lưng tiếng S9000 này thì nhìn nó quá đẹp luôn anh em nhé. Rất là chất lượng. Và bây giờ bên em sẽ bật công tắc nguồn này. Công tắc nguồn nó sẽ phía sau. Thì khi bật lên anh em có thể thấy đây. Nhìn nó quá đẹp luôn đúng không ạ? Đó, như vậy là đã có tín hiệu nhạc vào rồi đúng không ạ? Anh em có thể thấy đây, con lưng tiếng quá chất đúng không ạ? S9000 anh em nhé. Model cao cấp nhất hiện nay của bên em, và sẽ mở một cái bản nhạc lên này. Quá là hay đúng không ạ? Sử dụng lưng tiếng rất là hay. Đây là test luôn cả đẩy nhá, kênh 1 cục đẩy này, kênh 2 này, ok chưa? Cục đẩy đang để tầm 9 giờ thôi, cả hai kênh này. Quá chất đúng không ạ? Đang chơi trên cặp loa bát 40, đang chơi trên cặp loa bát 40 TVK15. Cặp loa này đang có giá là 14.500.000 đồng. Anh quá là căng đúng không ạ? Có thể thấy cái bản chất của cái cục đẩy này nó đã hay rồi, nó lại kết hợp với con lưng tiếng S9000 này thì nó rất là hợp em nhé, thì nó lại càng hay hơn, ok chưa? Hay hơn rất là nhiều. Chúng ta có thể mở to nhỏ của từng loa một. Đây em đang tắt loa trái đi này, tắt loa phải đi này, ok chưa? Rất là dễ, và con này nó có cổng súp luôn. Đấy, riêng cái dòng lưng tiếng S9000 này nó có cổng súp luôn. Cái này cắt súp rất gọn nhá. Đấy, cắt súp rất là chắc và gọn, rất là hay. Có USB, có Bluetooth đầy đủ cho tất cả anh em. Đó, ok chưa? Và cái sản phẩm này hiện tại riêng con S9000 này, con lưng tiếng này là bên em đang bán với giá là 1.850.000 đồng, bao ship và tặng dây giắc đầy đủ cho tất cả anh em. Đó, anh em nghe đấy ạ. Quá đa đúng không ạ? Âm lượng cục đẩy đang chỉ để tầm 9 giờ thôi em nhé. Âm lượng cục đẩy đang để tầm 9 giờ. Nhả ra này. Đây là không sử dụng lưng tiếng luôn ạ. Không sử dụng lưng tiếng thì cục đẩy này anh em có thể nghe đấy, thì nó rất là bình thường đúng không ạ? Cũng bình thường thôi. Nói chung là cũng là hay. Bây giờ sẽ sử dụng qua lưng tiếng này. Anh em nghe đấy ạ, lực chưa? Quá lực đúng không ạ? Và rất là mạnh. Rất là đẹp. Đó, nghe nó không lực nữa, tăng bass lên này. Tăng check lên cho sáng nhá. Ok chưa? Rất là nhạy. Quá tuyệt vời, lưng tiếng S9000. Nhả ra này. Đó, đây không sử dụng lưng tiếng. Và bây giờ em sẽ nhấn vào để cho em cảm nhận nhá. Anh em thấy lực chưa? Thấy lực chưa? Nhả ra này. Ok chưa? Nhấn vào này. Quá đa
rồi đúng không ạ? Thì đây là một trong những cái mẫu lưng tiếng rất là hay, S9000. Anh em có thể tham khảo cái sản phẩm này và giá đang rất là hấp dẫn cho tất cả anh em. Ok chưa? Sản phẩm này sẽ giao hàng toàn quốc. Ok chưa? Và F7409 này thì giá đang là 8.600.000 đồng em nhé. Đây là một trong những cái mẫu này thì quá đẳng cấp luôn. Đẹp đúng không ạ? Con này chúng ta mà để ở trong phòng khách lên thì nhìn nó quá là bắt mắt. Không những về đẹp về hình thức, riêng con lưng tiếng này không những đẹp về hình thức, chất âm của nó thì cũng rất là hay. Rất là chắc và anh nghe rất là chắc con. Rất là chắc con anh em nhé. Ok chưa? Ở đây thì khi em nhấn vào thì nó sẽ là cắt được cái dài 50 Hz. Còn bình thường chúng ta sẽ nhả ra cho tiếng bass nó lực hơn em nhé. Đây là phần nao mid. Ok chưa? Đây là chỉnh biên độ tần số này, chỉnh phần trung này, đây là chỉnh check này. Phần 2 mid này chỉnh check em nhá. Ok chưa? Anh em chỉnh kênh 1 như thế nào thì kênh 2 em chỉnh như thế nhá. Thì là hai loa nó mới ra đều được, tiếng bass nó mới cân, tiếng check nó mới cân đúng không ạ? Ví dụ như bên này anh em giảm check đi. Đúng không ạ? Bên này giảm check đi. Tức là một bên này là check kém đúng không ạ? Còn bên này tiếng check của nó rất là nhiều. Một bên loa check yếu, một bên loa thì check khỏe đúng không ạ? Thì anh em phải để nhá, để cả hai loa thì nghe nó mới cân bằng, nó mới đồng đều được. Ok chưa? Đó. Và chúng ta có thể mở to nhỏ ngay ở trên con lưng tiếng này. Anh em thấy không? Rất là dễ sử dụng. Mở to nhỏ ngay trên con lưng tiếng này. Còn chế độ nhạc vào thì con này có rất là nhiều các chế độ để cho anh em chơi. Chúng ta bằng cách nhấn nút input này thì nó sẽ ra cổng quang. Ở đây nếu mà anh em mua nhá, con này nếu mà chúng ta sử dụng cổng quang em sẽ tặng cho anh em dây quang luôn. Ok chưa? OPT này. Đó, cổng quang này. Nhấn tiếp thì nó sẽ ra USB. Anh em nghe thấy ạ? Sử dụng USB này thì chúng ta phải bắt với điện thoại em nhé. Sử dụng trên điện thoại. Chúng ta bắt Bluetooth thì nó sẽ ok. Con này bắt Bluetooth rất là khỏe. Bluetooth lên tới 5.0. Hàng đẹp xuất sắc cho tất cả anh em. Ok, nhấn tiếp nó sẽ ra USB. Ví dụ nhà anh em có USB chúng ta sẽ cắm vào đây. Thì sẽ sử dụng được anh em nhé. Còn đây em đang sử dụng là AUX. Ok chưa? Rất là hay. Thì ok. Em đã test xong hai cái sản phẩm này. Thì bây giờ sẽ đóng hàng vào và gửi đi cho hai anh. Các bác mà có nhu cầu muốn mua cái mẫu lưng tiếng này đấy, anh em có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Giá rất là rẻ, riêng con lưng tiếng này là 1.850.000 đồng em nhá. 1.850.000 đồng bao ship. Còn cục đẩy F7409 này là 8.600.000 đồng. Ok, cảm ơn tất cả em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại em video gần nhất.